Vâng, mở đầu video này thì An sẽ giới thiệu với toàn thể quý vị một đây cũng là một gốc phôi xanh. Xanh này là hàng Nam Điền hay hàng quê đây em? Cây này là cây xanh quê. Xanh quê à? Ghép xanh Nam Điền. Ghép lá Nam Điền. Cốt xanh quê. Ghép bây giờ ghép Nam Điền. Cây này thì được ghép khoảng độ 7-8 lần rồi. Gần như là thuần rồi. Vết ghép là không còn. Chỉ có là khi lá ở thân và lá ở tay cành nảy ra là khác nhau. Nhưng mà em thì quan điểm của em chơi cây thì cứ đẹp là em chơi. Còn thì điên hay quê hay ngay cả một cái cây bơ, cây bụi, cây dại mà đẹp thì vẫn phải chơi. Nên là vẫn được. Như cây xanh này thì em nói với các bác xem là nếu mà xanh quê nguyên bản thì khoảng 70-80 triệu. Mà nếu là xanh Nam Điền thì nó đứng ở cửa 100. Nó sẽ không phù hợp với túi tiền của nhiều người nữa. Bây giờ là quê ghép Nam Điền thì có giá là 50 triệu, 48 triệu. 48 triệu. Chiều cao là 45. Chiều rộng là 65. Ok, cao 45, rộng 65. Anh bảo vành ngay phải 9 được 90 không? Em sẽ được vành gốc nhé. Vành gốc này là được 1m1 anh ạ. Úi giời, 1m1 khá là to. Chậu đá sẵn trời. Thời được làm khá là kỹ. Mà quan trọng là cái thân gốc này nó rất là nú sụn. Đây, anh nhìn này, mà cười già lắm. Nói chung là cười rất già. Quan trọng cứ đẹp là trời anh ạ. 48 triệu quý vị ạ. Ok, vâng, tiếp là một cây thành phẩm rồi. Xanh Nam Điền. Xanh quê anh ạ. Cũng quê. Vâng, em thì nhiều quê. Bởi vì cây Nam Điền ấy là nó nhiều tiền, nó không phù hợp với nhiều túi tiền của mọi người. Nói chung là cứ đẹp là được. Cái xanh quê này thì nó rất già. Ok. Xanh quê mà nổi màu đồng và nổi gai u ấy nó phải tầm 30 năm nổ lên. Nó ra là cái dầm là nó lên địa ý rồi. Xanh quê nha quý vị nhá. Xanh nơi thì em đang giao lưu là 40 triệu. 40 triệu. Nó là cái hàng tương đối là hợp hời. Hàng bưng bê thôi. Được đấy. Chiều cao 50, chiều rộng 75. 40 triệu. Ok, tuyệt vời. Đây có một gốc cây xì. Ưu điểm là rất là nhiều cục. Và ngân nghèo. Đấy. Nói chung là cây đang trong quá trình tạo tác. Nhưng mà cũng gọi là tương đối hoàn thiện rồi. Chứ không phải là quá phôi. Xì thì là nó cũng chỉ như này thôi. Xì thì làm nó không như xanh. Bởi vì xì thường làm xu hướng là nhiều đầu. Tại vì cái cây xì này nó ít dần mượn ra sành. Phải nhiều đầu để mà cho nó bóng nó đều. Nó bóng nó dễ làm bóng hơn. Cây xì mà làm được bộ dầm như dầm sành ấy thì nó mất rất là nhiều thời gian. Có thể hàng chục năm. Cái này em giao lưu cho khách bao nhiêu? Cây xì này thì em đang giao lưu với giá là 48 triệu. Đó okay. Là dầm búng hồn nhé. Đây lá to này. Cũng 48 triệu. Ok. Tiếp theo cái hoa giấy anh ạ. Giấy này là giấy gì đấy? Hoa giấy Mỹ à? Một cái hoa giấy Mỹ. Cái hoa giấy Mỹ này ngày xưa là nó đã được giao dịch với giá là hơn 50 triệu vào một người chơi. Thế nhưng mà sau lúc người ta xuống lá người ta phơi nắng người ta bất cẩn không che đậy thì nó bị cháy mất đoạn này. Đây gì? Cháy mất đoạn ở dưới gốc này. Nhưng mà hiện tại là nó đã già dưới bên trong và đời ra ngoài. Đây nó đang phỏi rồi nhỉ. Mà cái loài hoa giới của nó ấy, thì nó lại hay lúa ấm hơn nhưng mà nó vẫn rất là khỏe. Vẫn cho hoa vẫn bình thường. Cái này họ làm kiểu dáng của miền Nam nhỉ. Đúng rồi, đây là một cái dáng trực bài. Cái nơi như cái hoa giới đây thì vẫn làm được bộ tay canh như thế này là lâu lắm lắm anh ạ. Chứ không phải là đơn giản đâu.
Đây nó là cây em nhìn nhờ nó phải làm hàng chục năm đấy. Để được cái hoa giấy mà có bộ dầm này là rất là khó, không phải đơn giản đâu. Chiều cao là 90 ạ. 90. Chiều rộng tán là 1m2. Vành thon ở trên cao nhé là 52. Còn nếu mà để xuống bể chắc còn tỏa hẳn nữa. Bể đây 100. Ok. Cái nơi em đang báo ra là 20 triệu. 20 triệu à. Tiếp theo là một cây Nam Điền. Xanh Nam Điền à. Đợt này An về thì rất là nhiều cây u cục. Hàng gọi là hàng 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 tương lai. Rất tương lai, cây này rêu mọc rất đẹp. Cái này thì nó là cây cốt chậu anh ạ. Ừ. Cốt chậu kìa. Tức là nó ở trong cái chậu này lâu lâu rồi thì nó mới lên được bộ rêu này. Ừ. Anh xem những cái đoạn là cắt chuyển rất là nhiều. Ừ. Để mà tạo ra được cái bông này. Như cái này em nhìn thấy như là làm khoảng 6-7 năm. Từ một cái phôi gọi là phôi cổ. Ừ. Nói chung là để mà làm một cái cây 6-7 năm này các bác thực sự là nó khá là vất vả. Ừ. Nhiều khi mà mình sơ sẩy là nó có thể cháy và hỏng là bình thường, chứ không phải là cứ làm là đẹp đâu. Ừ. Cái mặt sau đây. Mặt sau thì đang có một vài cái mầm thử của em nuôi. Bản chất của nó vẫn là hàng u cục và nhăn nhèo. Thời rất già. Chuẩn bị đẹp. Cây canh thì cắt giật nhiều. Cổ ngọn làm khéo. Như cái này em đang giao lưu là 65 triệu. Em đo kích thước đi. Hãy chưa đo anh. Đo qua cho anh em rõ chiều hơn. Chiều cao là 45 ạ. Chiều rộng tán là 70. Vành thon là 55. Ok. 65 triệu. Ở đây có một cái phôi xi đây. Phôi xi được giao lưu giá 12 triệu. Nó là kiểu ba vai rắc lang. Lá hay nhỉ? Xi như xi trắng ấy. Không, xi là xi bung hồng. Bung à? Nhưng mà kiểu là mình cắt cái mùa sương muối. À. Thế là cảm giác cơi nó không được khỏe. Thế anh nhìn rồi. Nói chung như cái này thì em đang giao lưu 12 triệu. 12 triệu. À. Ok. Còn đây là một con xanh quê này. Cũng là ghép lá Nam Điền. Xanh quê ghép Nam Điền. À. Hoàn thiện rồi. Chỉ việc chơi thôi. Con này thì em đang giao lưu với giá là 20 triệu. Nói chung là nó phù hợp với bác. Các bác mà mới tập cây cười thì nó có bóng đẹp rồi mình về mình cắt tỉa. À. Quá mình chơi được. Còn những cái cây phôi ấy, thì nó cần những cái người mà phải có kinh nghiệm chơi lâu xong rồi biết cách tạo tác, biết cách chăm sóc làm thì mới được. 20 triệu. 20 triệu. Xanh quê. Ok em. Tiếp theo là một cây phôi xanh. Ừ, đó anh quay mặt đó xong sang bên này. Ok em. Đó là kiểu như năm thon năm đầu. Ừ. Thời ra cốt chậu. Cái canh nơi này là canh nguyên bản mọc từ trong thon mọc ra. Không phải canh đóng á, nhưng canh này nhìn thì giống đóng nhưng mà không phải đóng nhá. Mọc từ trong ra. Rồi anh xem đây là cắt giật từng tí một này. Ừ. Để mà làm. Nói chung là tôi làm khá là mất nhiều thời gian. Đấy. Đúng 5 thân luôn. Có thể mất thân đây, mới ăn thành phần thân. Nói chung là nó là một cái khởi phổi. Phải tạo tác và tư duy rất là nhiều. Nhiều khi mình cứ nghĩ là mình làm sẽ đẹp nhưng mà thực ra tới lúc làm xong mà chưa chắc đã được đẹp.
Thì là nhiều cây mà hoàn thiện nó cào tiền là cũng là có nguyên giờ của nó. Được cái là nó cốt nó già. Và cốt già và cốt già. Nguyên bản, không đóng ghép. Ừ. Như cái nơi thì em đang giao lưu với giá là 40 triệu. 40 triệu. Cốt rất già luôn, công nhận. Và anh xem cắt chuyển từng nhịp một nhé. Ừ. Tất cả những cái hàng này là em chuyển là cũng là tương đối là tí, chứ không phải là hàng mà cứ dùng cái rời uốn. Ừ. Ở bên trong đó là một rời hàng à, vừa cũng lá xong. Nam Điền à? Được đấy nhỉ? Xanh Nam Điền quý vị ạ. À, ồ, với viên đá khá nghệ thuật. Ừ. Nhìn cái viên đá này ở đây thì giống miệng của con cốc mà ở chỗ đây lại giống hai cái tròn. Ừ. Nên là nhìn rất nghệ thuật. Nam Điền. Vừa mới cốt răm đúng không em? Vâng, vừa làm xong lá ngoài đời thì rộng. Còn đây cái ưu điểm đó là nó là cây ôm đá được làm lâu rồi nên là nó nhìn cái bộ bê của nó rất là khỏe. Ừ. Nhưng cái này em đang báo giá là 42 triệu nhé. Bao nhiêu em? 42 triệu. Ừ, 42 triệu. À. 42 triệu quý ạ. Quý vị ạ. Xanh Nam Điền nguyên bản, không một vết lỗi. Phần này thì mấy mà nó cũng búp đâu. Ngay từ đó là cái hoàn thiện. Nó bị rơi cái gì vào nó gãy cành ngọn. Thế là người ta chán người ta bán. Em này mùa em về em làm cái ngọn này mới ở cái tay đằng sau này. Trước nó ngọn nó ở đời lên đẹp rồi xong bị gãy. Nói chung là trong cái quá trình làm nhiều năm tai nạn nó không nhất khỏi. Chỉ biết được con số còn có không mày. Nói nhịp cười. Ok em. Anh em qua đây quay lại em lên sáng rồi. Quay thẻ giữa này xong rồi anh em lên sáng lên trồi rồi. Ok, tiếp một cây. Anh sang rồi, anh đứng sang bên kia. Anh đứng sang bên kia. Tác phẩm Sam Hương, đây là một cây hoàn thiện rồi. Cây Sam Hương này thì nó là dòng Sam Hương Indo. Tức là nó là cây nước ngoài đúng không? Vâng. Xuất xứ ở nước ngoài. Nước mình thì chắc chưa làm ở đây. Ừ. Sam Hương Indo quý vị nhá. Nói chung là để về nói về nghệ thuật thì rất nghệ thuật. Độ đẹp thì rất đẹp. Nhưng mà ở miền Bắc mình thì người ta vẫn chuộng sành xì hơn anh ạ. Rồi để đấy. Quay về đằng này tí để anh quay để. Được rồi để đấy. Cây này thì kém gì xanh xi đâu. Một cây hoàn thiện như này rồi. Bao nhiêu em? Em là báo giá 160 triệu. 160 triệu. Rồi ok, còn cục phôi nào nữa không em? Để chia sẻ cho rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị ưng cây nào thì liên hệ trực tiếp với cả em An. Số điện thoại ở trên màn hình đấy ạ.